phương Tây hốt hoảng khi lời tiên tri của Ngoại trưởng Lavrov bắt đầu trở thành sự thật. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cách đây một thời gian từng nói về tương lai của phương Tây, và nhận xét của ông đã trở thành lời tiên tri, nhà báo người Mỹ Connor Gallagher cho biết. Mỹ và các đồng minh sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine đã mở chiến dịch ngăn chặn Nga trên phạm vi quốc tế, mục đích chính là cô lập hoàn toàn về kinh tế và công nghệ. Nhưng theo ông Connor Gallagher, ngày nay, rõ ràng kế hoạch của phương Tây đã không thành công, họ đang đối diện thất bại trong nỗ lực cô lập Nga. Nhà phân tích người Mỹ lưu ý rằng, trái với mong muốn của Mỹ và EU, nền kinh tế Nga tiếp tục vận hành một cách ổn định. Phương Tây không biết làm thế nào để cô lập Moscow với thế giới bên ngoài. Thực tế này đã xác nhận sự bất lực của Mỹ và các đối tác châu Âu trong việc đạt được mục tiêu tối thiểu ban đầu. Ngay cả báo chí phương Tây cách đây vài tháng cũng đã mô tả sự sụp đổ sắp xảy ra của nền kinh tế Nga, thì gần đây cũng buộc phải thay đổi luận điệu. Nếu trước đó Liên bang Nga bị dự đoán sẽ mất đi vị thế siêu cường năng lượng, đồng thời bị cô lập với phần còn lại của thế giới, thì giờ đây người ta ngày càng nói nhiều hơn về sự thất bại của phương Tây. Chuyên gia Connor Gallagher nhận xét, các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn không muốn cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga. Sự hội nhập kinh tế của Trung Quốc và Liên bang Nga cũng như mối quan hệ giữa Moscow và các quốc gia vùng vịnh đang phát triển mạnh mẽ. Mỹ đặc biệt cảm thấy thất vọng trước hai quốc gia đóng vai trò then chốt đối với việc duy trì sự ổn định kinh tế của Nga, đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Washington đã thất bại trong việc thuyết phục Ankara và New Delhi tham gia trừng phạt, và đây là cú sốc cực lớn dành cho chính quyền Washington. Trong bối cảnh những gì đang xảy ra, nhà báo Connor Gallagher đã nhớ lại những lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được đưa ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Nhà ngoại giao Nga nói khá tò mò về tương lai của các mối quan hệ thế giới, nhưng ở phương Tây, họ không coi trọng những lời nhận xét không mấy dễ chịu của ông Lavrov. Tuy vậy, kết quả là tuyên bố nói trên đã trở thành lời tiên tri. Cụ thể, ông Lavrov đã nói như sau: hãy yên tâm rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng khả năng thao túng nền kinh tế thế giới theo ý muốn của phương Tây. Dù muốn hay không, họ sẽ phải ngồi xuống và nói chuyện. Chuyên gia phân tích người Mỹ tin rằng phần lần đầu tiên của dự đoán mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra đã trở thành sự thật. Bên cạnh đó thì phần còn lại cũng sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần thôi. Nhà báo Connor Gallagher kết luận, phần đầu tiên trong dự đoán của Ngoại trưởng Nga Lavrov đã trở thành sự thật. Bây giờ chúng ta chỉ còn phải xem có bao nhiêu biện pháp vô ích và gây thiệt hại lớn được đưa ra trước khi những cuộc đàm phán bắt đầu. Tân Tổng Thư ký NATO, vị trí nhiều ẩn số giữa xung đột Nga và Ukraine. Nhiệm kỳ Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của ông Jens Stoltenberg sẽ kết thúc vào tháng 9 tới. Đối với NATO lúc này, sự xuất hiện của một thủ lĩnh sáng suốt quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng lại không có nhiều gương mặt như vậy để lựa chọn. Jens Stoltenberg tỏ ra là vị thủ lĩnh vững chãi, cẩn trọng khi các thủ đô phương Tây khẩn trương trợ giúp Ukraine đẩy lui quân đội Nga. Nhưng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 9 năm nay, các nhà quan sát lúc này đang suy đoán xem ai có thể kế nhiệm ghế Tổng Thư ký NATO, liệu đó có thể là một phụ nữ hoặc ai đó từ Đông Âu. Cuộc xung đột Nga-Ukraine chắc chắn đã làm phức tạp thêm quyết định vốn đòi hỏi sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo 30 quốc gia thành viên NATO. Tân Tổng Thư ký phải thực hiện hành động cân bằng khó khăn trong việc khuyến khích các nước NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng khối này. Nhưng phải đảm bảo, NATO vẫn chính thức đứng ngoài cuộc xung đột. Rất ít người vượt qua được vai trò rất nhạy cảm này. Một nhà ngoại giao cấp cao của NATO nói, cảm giác chung là đã đến lúc hít thở không khí trong lành. Nhưng có thể các đồng minh sẽ lựa chọn an toàn và gắn bó với Tổng Thư ký đương nhiệm Stoltenberg. Ba cấp độ kịch bản. Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu đã tổng kết nhiều đồn đoán xung quanh những kịch bản tiềm năng theo ba cấp độ được xếp theo mức độ bàn tán. Trước hết, khả năng Tổng Thư ký Stoltenberg gia hạn nhiệm kỳ là lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất. Cấp thứ hai bao gồm các gương mặt kế nhiệm tiềm năng gồm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Nhóm thứ ba ít được nhắc đến hơn, bao gồm Thủ tướng Litva Ingrida Šimonytė, Tổng thống Slovakia Zuzana Kuprotopla và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người Đức.
Ngoài ra, do tất cả các tổng thư ký của NATO cho đến nay đều là nam giới, nên có một áp lực vô hình là nên bổ nhiệm một phụ nữ. Nhà ngoại giao cấp cao NATO nói trên cho biết, đã đến lúc dành cho một nữ tổng thư ký. Nếu nam giới cố giữ vai trò này mãi, thì cơ hội đại diện công bằng cho phụ nữ sẽ không bao giờ có. Một số đồng minh cũng đã thúc đẩy sự đa dạng khu vực hơn. Ông Stoltenberg, người đã giữ chức vụ này từ năm 2014, là cựu thủ tướng Na Uy, một đất nước Bắc Âu. Những người tiền nhiệm gần đây nhất của ông là người Đan Mạch, Hà Lan và Anh. Ông Stoltenberg được coi là một nhà lãnh đạo an toàn, mặc dù một số phái đoàn đại diện thành viên NATO muốn sớm chứng kiến một gương mặt mới, nhưng Stoltenberg vẫn được coi là một quan chức NATO cấp cao, hiếm hoi có thể giữ bình tĩnh và bám sát kịch bản, ngay cả trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Stoltenberg muốn ở lại, nhà ngoại giao cấp cao nói trên cho biết. Tuy nhiên, việc cho phép Tổng thư ký Stoltenberg gia hạn ngắn hạn có thể khiến cho quyết định về người thay thế ông trong tương lai xung đột với cuộc cạnh tranh vị trí hàng đầu của chính EU vào năm 2024, ghế Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chưa kể đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Đó là kịch bản mà một số đồng minh muốn tránh. Người phát ngôn của NATO đã từ chối giải thích về nguyện vọng tương lai của ông Stoltenberg. Hồi tháng 12 năm 2022, khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thư ký hiện tại của NATO nói với BBC rằng trọng tâm của tôi bây giờ là trách nhiệm của mình. Tôi không suy đoán về những gì sẽ xảy ra sau nhiệm kỳ của tôi. Khu vực phía đông NATO. Một số nhà quan sát xem các ứng cử viên từ Đông Âu là đặc biệt phù hợp. Ngay từ trước khi Nga tấn công Ukraine đã xuất hiện động lực để NATO chọn một tổng thư ký từ khu vực phía đông của khối. Một số quan chức trong khu vực lập luận rằng cuộc xung đột kể từ đó đã củng cố cho kịch bản một tân lãnh đạo NATO đến từ một quốc gia như Estonia hoặc Litva. Một quan chức từ một quốc gia thành viên NATO vùng Baltic cho biết, trong nhiều năm, các quốc gia ở sườn phía đông đã cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo quan chức Baltic này, các quốc gia trong khu vực sẽ là những nước đi đầu trong việc tăng chi tiêu quân sự và thúc đẩy NATO cải thiện khả năng phòng thủ. Sẽ là một quyết định rất hợp lý và sáng suốt khi có một người có kinh nghiệm đối phó với Nga và hiểu được logic cũng như tâm lý của Nga. Lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Slovakia Caputo cho biết bà đang tập trung vào công việc hiện tại của mình, nhưng lưu ý rằng khả năng một người Slovakia được bầu chọn vào vị trí lãnh đạo NATO là sự phản ánh mạnh mẽ các quyết định đối ngoại và an ninh của chúng tôi. Một nhân vật khác có thể tranh cử đó là Tổng thống Romania Klaus Iohannis, nhưng nhà lãnh đạo này có thể gặp trở ngại từ nước láng giềng Hungary và sự phản đối của những người thích ứng cử viên nữ hơn. Tuy nhiên, một số thủ đô phương Tây sẽ không ủng hộ những ứng cử viên như vậy vào lúc này vì họ coi phía đông của Liên minh và đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic là quá hiếu chiến khi xung đột đang diễn ra ác liệt ngay sau đó. Bản thân Tổng thống Kallas của Estonia cũng đã hạ thấp kỳ vọng về mình khi nói với truyền thông địa phương rằng khả năng một lời đề nghị như thế này được đưa ra là cực kỳ thấp. Lựa chọn từ thành viên phương Tây. Các nước phương Tây vẫn là nguồn dự phòng đáng tin cậy cho vai trò lãnh đạo NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Warlock rất có uy tín và trước đây từng nói rằng NATO sẽ là một công việc tốt. Tuy nhiên, nhiều thủ đô châu Âu, đặc biệt là Paris, được cho là sẽ phản đối London và nhất quyết ủng hộ một ứng cử viên thuộc EU. Một khả năng thỏa hiệp đang được đưa ra ở Brussels là một tân tổng thống người Hà Lan. Các chính trị gia Hà Lan có truyền thống là một lựa chọn phổ biến cho vai trò này. Trước đây, họ đã 3 lần giữ chức vụ này trong 21 năm, trải dài qua 6 thập kỷ. Người Hà Lan được coi là nghiêm túc trong vấn đề quốc phòng, nhưng không hiếu chiến như người Baltic và tên của Thủ tướng hiện tại Rutte. Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Sirik Khan và Bộ trưởng Quốc phòng Kajsa Oglongren đều đang được đưa vào danh sách những ứng cử viên khả thi. Khi được hỏi về lời đồn đoán, Thủ tướng Hà Lan Rutte cho biết ông muốn rời khỏi chính trường hoàn toàn và làm điều gì đó hoàn toàn khác. Hai Bộ trưởng Hà Lan thì không bày tỏ sự quan tâm đến công việc mới ở NATO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, là một nữ ứng cử viên có thể nhận được sự ủng hộ từ các thủ đô phương Tây, vốn đang lo lắng về triển vọng có một nhà lãnh đạo từ sườn phía đông, nhưng không rõ liệu bà có hứng thú với vai trò lãnh đạo của NATO hay không. Người phát ngôn của Ủy ban cho biết, chúng tôi không bao giờ bình luận về những suy đoán như vậy. Bà von der Leyen được coi là một ứng cử viên nặng ký, nếu thời điểm phù hợp và bà sẽ không nhận được nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban châu Âu thứ hai. Các nữ chính trị gia khác được đề cập bao gồm
Phó Thủ tướng đầy uy tín của Canada Chrystia Freeland và Ngoại trưởng Ngoại giao Mela Jolie. Tuy nhiên, các quan chức cho biết khi NATO đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của khối, thì thực tế Canada chi tiêu quốc phòng thấp và không phải một quốc gia châu Âu, có nghĩa là một người Canada khó có thể nhận được vai trò mới. Cục trưởng Cục Khí tượng Trung Quốc bị miễn nhiệm sau vụ khí cầu đi lạc vào Mỹ. Theo đài CNN ngày 6 tháng 2, động thái của Bắc Kinh dường như không nằm ngoài nỗ lực củng cố lời thanh minh trước đó, rằng khí cầu đi ngang dọc Bắc Mỹ cả tuần qua là dân sự và phục vụ cho mục đích nghiên cứu khí tượng. Tân Hoa Xã của Trung Quốc xác nhận việc ông Jiang Yeltai, Cục trưởng Cục Khí tượng Trung Quốc đã bị miễn nhiệm chức vụ từ ngày 4 tháng 2. Bản tin được Trung Quốc phát cùng ngày, nhưng đến ngày 5 tháng 2, khi quân đội Mỹ đã bắn hạ khí cầu Trung Quốc, thông tin trên này mới xuất hiện trên truyền thông Mỹ. Theo giới quan sát, việc cho thôi chức cục trưởng của ông Jiang không phải là điều bất ngờ. Ông này trước đó đã được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân của tỉnh Cam Túc. Trong vụ bắn hạ khí cầu, Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ, cáo buộc Washington sử dụng vũ lực để phóng đại sự việc. Bộ Ngoại giao nước này cũng tuyên bố là sẽ bảo vệ quyền lợi của các bên dân sự liên quan bị thiệt hại và sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ làm gì. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chuẩn bị đến Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị hoãn lại vô thời hạn, để lại tiếc nuối cho những người kỳ vọng sẽ có sự cải thiện trong quan hệ vốn đã căng thẳng âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo quân đội Mỹ, ít nhất hai khí cầu Trung Quốc đã xuất hiện ở châu Mỹ. Một khí cầu bí ẩn thứ hai bị nghi là của Trung Quốc đã rời khỏi không phận Colombia và một số nước Nam Mỹ ngày 4 tháng 2, một ngày trước khi Mỹ bắn hạ khí cầu đầu tiên. Thông báo ngày 4 tháng 2 của quân đội Colombia cho biết nước này đã phát hiện một vật thể giống với khí cầu vào sáng ngày 3 tháng 2 nhưng không gây đe dọa cho an ninh quốc gia. Không quân Colombia đã theo dõi vật thể này cho đến khi nó rời khỏi không phận. Tuyên bố của Colombia không đề cập đến nguồn gốc của khinh khí cầu là Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Phía Mỹ trước đó cho biết một khinh khí cầu Trung Quốc đã được phát hiện ở Mỹ Latin nhưng không nêu vị trí cụ thể. Nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ đẩy Iraq rơi vào xung đột sâu rộng hơn. Hãng tin Reuters mới đây dẫn nhận định của các nhà phân tích cho biết những bước tiến của Thổ Nhĩ Kỳ qua biên giới nhằm vào khu vực của người Kurd và Iraq thu hút sự chú ý toàn cầu so với các cuộc xâm nhập vào Syria hoặc cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhưng sự leo thang này có nguy cơ gây bất ổn hơn nữa cho một khu vực nơi các thế lực nước ngoài đã can thiệp mà không bị trừng phạt. Các quan chức người Kurd cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng cường can dự nếu các căn cứ mới ở Iraq của họ bị tấn công liên tục, trong khi sự hiện diện ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể khuyến khích Iran mở rộng hành động quân sự ở Iraq chống lại các nhóm mà họ cáo buộc kích động tình trạng bất ổn ở trong nước. Cựu Tổng thư ký lực lượng Peshmerga của người Kurd Jabba Manda cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có 29 tiền đồn ở Iraq cho đến năm 2019, nhưng con số này đã tăng lên khi Ankara cố gắng ngăn chặn đảng công nhân người Kurd tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Ông Manda nói, năm này qua năm khác, những tin đồn ngày càng gia tăng sự leo thang của các cuộc đụng độ giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và PKK, với con số ước tính hiện tại là 87, chủ yếu ở một dải lãnh thổ biên giới dài khoảng 150 km và sâu 30 km. Ông Manda hiện là nhà phân tích an ninh ở Sulaymaniyah cho biết, ở những tiền đồn đó có xe tăng và xe bọc thép, máy bay trực thăng tiếp tế cho các tiền đồn hàng ngày. Khi được yêu cầu bình luận về các căn cứ của mình ở Iraq, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các hoạt động của họ ở đó phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định cho các quốc gia thành viên quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, cuộc chiến chống khủng bố của chúng tôi ở miền Bắc Iraq được thực hiện với sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Iraq. Tuy nhiên, không đề cập đến câu nói về số liệu do các quan chức người Kurd trích dẫn. Sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq từ lâu đã nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền Baghdad, bắt đầu từ những năm 1990 khi cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein cho phép các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu 5 km vào nước này để chống lại PKK. Kể từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng một sự hiện diện đáng kể, bao gồm một căn cứ ở Batshia, cách 80 km bên trong Iraq, nơi Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng quân đội của họ là một phần của sứ mệnh quốc tế nhằm huấn luyện và trang bị cho các lực lượng Iraq để chống lại IS.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là họ đã làm việc để tránh thương vong cho dân thường thông qua sự phối hợp với chính quyền Iraq. Một báo cáo được công bố vào tháng 8 năm ngoái bởi Liên minh các tổ chức phi chính phủ về chấm dứt đánh bom xuyên biên giới cho biết ít nhất 98 dân thường đã thiệt mạng kể từ năm 2015 đến năm 2021. Nhóm khủng hoảng quốc tế, tổ chức đưa ra con số dân thường thiệt mạng tương tự, cho biết 1.180 chiến binh đã bị chết trong giai đoạn 2015-2022. Theo một quan chức của chính quyền khu vực người Kurd của Iraq, cuộc xung đột cũng đã khiến ít nhất 800 ngôi làng bị bỏ trống kể từ năm 2015, khi lệnh ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK bị phá vỡ, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ đi nhà cửa của mình. Ngoài tác động nhân đạo, sự xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ mở rộng cuộc xung đột khi tạo động lực cho Iran đẩy mạnh các hoạt động tình báo bên trong Iraq và thực hiện hành động quân sự của riêng mình. Các nhà phân tích, quan chức người Kurd cho biết, lực lượng dân quân thân Iraq và Iran cũng có lẽ lý do để đáp trả sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ, làm tăng khả năng leo thang giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm ngoài PKK. Hamdi Malik, một chuyên gia về lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq tại Viện Washington cho biết, các nhóm thân Iran như Liqwa Afhar al-Iraq, Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq và Abra Shinya, người dân Shinya tự do, đã đổi thương hiệu vào năm ngoái thành Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq nhằm chống lại sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo cáo của Viện Washington, các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq đã tăng từ mức trung bình 1,5 cuộc tấn công mỗi tháng vào đầu năm 2022 lên 7 cuộc vào tháng 4 cùng năm. Thổ Nhĩ Kỳ đang đánh giá thấp sức mạnh của phe đối lập và thực tế là những cơ sở này sẽ trở thành mục tiêu trong tương lai khi sự thù địch gia tăng. Sayyad Ziyad, nhà phân tích của Quỹ Thế kỷ The Century Foundation, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết, trong khi đó, nền chính trị bị chia cắt ở miền Bắc Iraq, có nghĩa là cả chính phủ ở Baghdad và chính quyền khu vực KRG đều không đủ mạnh để thách thức sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc để đáp ứng mục tiêu của Ankara là kiềm chế PKK. Chính phủ Baghdad đã phàn nàn về các cuộc tấn công của Ankara, nhưng có rất ít thẩm quyền ở phía Bắc, chủ yếu là người Kurd, trong khi Đảng Dân Chủ người Kurd cầm quyền của khu vực không có hỏa lực để thách thức PKK. KDP có lịch sử hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có ảnh hưởng hạn chế đối với một nước láng giềng, có ảnh hưởng kinh tế và quân sự lớn hơn nhiều.